Từ sáng đến giờ chị bán được nhiều chưa? Chưa, bán được ba con. Thế ạ. Đó cả nhà, kinh tế khó khăn cho nên là không có ai mua cá đây này cả nhà ơi. Những chậu cá bây giờ ấy mà rất là nhiều hàng bán. Hoàng Mai xin kính chào tất cả nhà. Hôm nay chúng ta sẽ không đi chợ ở thành phố nữa mà chúng ta sẽ về một cái phiên chợ quê ở tại Quốc Oai, Hà Nội. Đình Hoàng Mai sẽ quay những hình ảnh đẹp nhất, mới nhất để gửi tới tất cả nhà trong ngày Tết ông Công ông Táo ở quê mình. Các bà con đi chợ để mua sắm đồ lễ để cúng ngày ông Công ông Táo như thế nào thì mời tất cả nhà cùng đi chợ quê với Hoàng Mai nha. Cả nhà hãy ngắm nhìn này, bắt đầu đến cổng chợ là có rất là nhiều những hàng hoa người ta bán để làm đồ thờ hôm nay cả nhà. Và cá chép cầm tay này, 3 ơi, hôm nay mới một bánh hoa 6.000 ạ. Người đến mua hoa rất là đông này nè thằng ạ. 6.000 một bông. Đó. Tấp nập từ sáng đến giờ chỉ bán rất là nhiều hoa luôn các bạn. 6.7. Ai mà không nhanh thì tí nữa đến nó chỉ có còn cái hoa mà nó giòn trở lại là nó không được đẹp theo ý mình thôi cả nhà. Chị ơi, bao nhiêu tiền cái bông cục tím đấy? Hoa dơn, hoa dơn vẫn để ở xong, hoa ly vẫn để ở xong bó đây này thầy nha. Hoa ly đó đẹp chưa? Bây giờ xin mời tất cả nhà hãy cùng xuống chợ với mình nha. Chị ơi, bao nhiêu tiền một chục lá rong đó? Bao nhiêu? 150. Ủa chú, này này, vâng, nhưng mà này lại đắt thế nhỉ? Ba này còn đắt nữa. À, thế ạ. Đó. Đấy, cả nhà ơi, ở quê nhà mình là sức hút mua lá rong về để gói bánh rất là nhiều cho nên là lá hôm nay là thấy chị bảo là đắt 140 có phải chị? 150 100 lá. Rồi vừa mình nhóm ra đi chọn ra mua rồi mới. Wow. Vì là ở quê nhà mình gia đình nào cũng tổ chức gói bánh để cho các con các cháu tập trung lại để gói cho nó vui và cho nó có không khí ngày Tết. Thế cho nên là lá rong năm nào cũng tiêu thụ rất là lớn và có năm thì giáp Tết thì lại rẻ mà có năm thì giáp Tết thì lại đắt. Năm nay không có Tết tiền rưng. À thế ạ. Nó mới phải chịu hồng tiền rưng là mình biết đấy. Vâng. Giá hồng hết tiền rưng. À thế ạ. Không lấy được. Vâng. Nó mới thế. Vâng chị. Chúc chị bán nhanh hết hàng nha. Tí nữa là chị hết giờ đấy. Từ gỗ ra cũng qua không có hết hàng lắm. À thế ạ. Vâng. Chị ơi, chị bán cái quà phân tủ đấy. Không biết là người ta mua với giá là mấy nghìn một quả nhưng mà nhìn đẹp quá. Không, cháu hỏi giá thôi cô ạ. Phiên chợ có nhộn nhịp ra cả nhà. Từ sáng đến giờ chị bán được nhiều chưa? Chưa, bán được ba con. Thế ạ. Giờ tôi mới lên mình. À giờ chị mới lên à? Cá năm nay chị bán đi bao nhiêu tiền một con ạ? 20.000 ba con. 20.000 ba con. Ồ rẻ quá nhỉ. Đấy tôi bán hôm qua em cũng mua của chị sao không ạ? Không mua cá, mua cái loại nơi phóng sinh. À bán mua trách phóng sinh à? có một bác khách hàng và cái đang bảo là mua trách về để phóng sinh. Phóng sinh tốt. Hôm qua em mua của chị rồi. Con rau nó đi mua rồi. Dạ 20 con đi mua. Đây này, đi quay những cái tiền để cho ông Táo về chơi hôm nay nó thổi đẹp quá nè cả nhà. Bỏ con lươn đi. Tha thế ạ. Cứ loại nơi mà chú. À, xin tốt.
phóng sinh à? Phóng sinh đúng. Phóng sinh bớt xong à? Em đi phóng sinh mua bao nhiêu? À thế. Chị kia nói thì nó rẻ. Ôi. Chị kia nói thì có 90 thôi. Nhiều quá Minh Chế. Dạ. Chị ơi em đi quay cái con cá đó, cá vàng cá đỏ này này. À vâng. Vâng. Chị à, đã bán được nhiêu chưa? Em bán được rồi. Ôi thế ạ. Ôi, chị bán được rất là nhiều cá chép cơ đấy cả nhà. Đó chị đang bảo là chị bán phải đến được 1 yến thôi ạ. Chúc chị buôn may bán đắt nha. Ôi ôi, đẹp chưa? Đây là hàng thứ hai. Đây nữa cả nhà. Ôi trời đẹp quá này. Cái con cá này. Đó, đang chờ những khách hàng đến mua về để cúng ông công ông táo xong rồi thì thả phóng sinh đây. Đẹp quá là đẹp này cả nhà ơi. Đó, ở quê nhà mình là thế đấy cả nhà. Rất là nhiều hàng bán chứ không phải là một vài hàng bán. Đó. Chúng mình lại di chuyển tiếp nha. Có 20.000 một ba con cơ. Ôi trời đây lại lắm thế. Hai chậu cả nhà. Đó. Ôi lại bắt về hả chị? À chị đang đếm. Ơ cái bụng của nó cũng trắng trắng nhưng mà khi thả xuống nước thì cái minh của nó vàng đỏ lắm cả nhà. Đó chị đang đếm đây này. Chị đang nhặt những cái con to. To để riêng. Vâng. Cái nhỏ để riêng ạ. Thế cái đang to đấy thì bao nhiêu tiền một con ạ? 5.000 một con. Bên đây thì mấy nghìn ạ? Đang nơi đáng lẽ phải bán 20.000 ba con nhưng mà mới lấy 5. Vâng. Bên đây cũng thế. Vâng. Chị ơi, em đi quay video tí. Chúc chị buồn mày bán đắt nha. Tí nữa là hết cái chậu cá này rồi để em cảm ơn chị nha. Nhìn cá thích quá rồi. Hôm nay là những cái đàn cá này là được phóng sinh ra ngoài sông hồ Ao Ngoi này này cả nhà. Đó. Đấy. Bà con nào mà đi chợ muộn là tí nữa là hết. Không có cá như ý mình để mà chọn đâu cả nhà. Chị Lan này cũng mua à? Cũng bán à? Bán được nhiêu chả? Bán được. Không bán được. Đi. Chấm. Thế chị bán cái cá to đấy thì bán tiền của anh? Bán 10.000 con. 10.000 con à? Ôi dồi ôi. 20.000 ba con. 10.000 ba con. Đấy. Đấy em ơi. Đấy đấy. Thì nhà em thì cúng hôm qua rồi, cúng trưa hôm qua. Ông ở nhà ông ấy cúng cho. Có cá đây à? Có, hôm qua có. Mấy cho bao nhiêu tiền mà lấy? Cha có biết cái con râu nó đi nó mua đâu, mấy con người đi mua. Hôm nay là những chú cá đây là được phóng sinh đây. Chị mua nhiêu thế à? Ba con á. Ô thế đây với dòng tụi bóng nó bóng. Ba con to. À ba con to. Ôi rồi đẹp thế nhỉ. Chúc những chú cá về với môi trường sống của mình được thuận lợi nha. À. Đẹp quá nhỉ. Ôi rồi em đi quay mấy cái hang cá đây cả. Chị bán cá. Vâng. Chị từ sáng đến giờ chị bán được nhiêu chưa? Chưa là bán được mới hôm nay. À thế quá đây. Chưa là bán được. Tí nữa người ta mới đi chợ này nè. Vâng. Nếu mà chị bán được mới. Đó những chậu cá là các bà con tiểu thương người ta lại cứ rung rung nơi để lấy oxy cho cá thở đấy cả nhà. Đó. Cá nó rất là trời ơi sống sánh ở nước. Ôi. Nhìn những cái chậu cá đẹp quá. Vâng. Cứ đỏ lại. Vâng. Chúc chị buồn may bán đắt nha. Tí nữa là hết giờ đấy. Vâng, cảm ơn cô. Vâng. Đó, bà con tiểu thương rồi. Ngồi bán rất là nhiều những cái chậu cá. À, khách hàng đang chọn rồi. Mua ít thế hả à, bác? Mua ba ông chứ bà còn, mua ông còn. À thế ạ, à. Mua ba ông, mỗi ông một con. Tí nữa là người ta mới đến mua đồng đấy chị ạ. Giờ là bọn con sớm nhỉ. Vâng. Ok. Quay được à cô? Ừ, chị đi quay phim. Thế quay em bán được nhiêu chưa? Mới bán được 9 ạ cô. Thế hàng quán chả bán được mới. Thế bao nhiêu tiền một con hả? Nhiêu ba con ạ. Ừ, thế thì cũng đang bán ở đằng kia cũng 20.000 ba con. Ừ. Chúng em mà bán nhanh hết hàng nha. Vâng. Chị đi quay phim một tí. Vâng. Đây lại một hàng cá vàng nữa cả nhà, cá đỏ. Ôi trời. Để bán nhiêu cá đỏ thế? Cá đỏ ba
bao nhiêu tiền một con? 5.000, hạt to 2.000 ba con. À, thế thì cũng đang ở đằng kia. Đó, chúc em bán nhanh hết hàng nha. Tí nữa là bà con đến mua giờ đấy, hết giờ đấy. Đấy, quay đi để cho các bà con đến mua. Đấy, hôm nay ở quê nhà mình là rất là nhiều những cái hàng mà người ta bán này nha. Để người ta mua về để cúng ông công ông táo. Thật, không có đi dốc đường này, lê bốc này, không có cái gì mà đứng này chết. Lại, ông lại... cáo, lại đi báo cáo giữa đường. Lại đi giữa đường này chết. Đó, này cả nhà, nhiều cá chưa? Bây giờ xin mời cả nhà hãy cùng mình di chuyển đến hang mũ ông công ông táo cả nhà nha. Đó, mình đang di chuyển đến quầy hàng ông công ông táo. Đây. Hàng bán đây này. Nhiều chưa? Ơ em ơi, hôm nay bán được nhiêu mũ chưa? Bán được nhiêu mũ áo của ông công ông táo chưa? Đấy, nhiều người mua chưa cả nhà? Đó. Hôm nay là cái cô này là cô cứ phải luôn chân luôn tay đây này. Đó. Cứ túm sẵn rồi đấy à? Cứ túm sẵn đây rồi à? Cứ mỗi cái túm này là đủ bộ à? Thế bao nhiêu tiền mất cái bộ nó? Nói hôm qua thì con dâu nó mua rồi, nó cũng sang đây nó mua đây này. Này là này cả nhà đẹp chưa, người ta bây giờ người ta làm đủ bộ này. Đó, mũ 1, mũ 3, 2 mũ ông. Đó, ở đằng sau này là giày hia. Đó. Ồ đấy, mặc cái tí lượt chẳng. Thế chị mua ấy chưa chị? Chị mua mũ ông công ông táo chưa? Không mua. Yeah. Ở cái tầm của vỏ mai cơ rồi cũng ở tầm mình nhỉ. Em ơi sắp cho chị à, một bộ quần áo của cụ ông, một bộ quần áo của cụ ba nha. Cho chị đu hết vào đấy cả. Đó. Đồ hàng mã rồi. Đây chú cho cô sắm trai cho em. Các chị ạ. Các chị quần áo đẹp không? Áo cứng này, ok cứng này. Ừ. Đẹp rồi. Em cho chị thêm nhiều tiền bạc. Đấy. Đó, chị ơi tiền đồ đây mấy chị. Hả? À, lấy tiền tiền là đẹp à? Đẹp về dễ thôi. À. Đấy. Này phải lấy tiền đẹp cơ, không tiêu không cho các cụ tiêu tiền đồ ạ. Cho các cụ tiêu tiền đồ nó mới. Đấy có cả tiền đồ rồi. À thế ạ. À. Vâng. Đấy. Cho chị hai bộ một vâng. Ôi trời đẹp này thì nó dễ rồi mà nó. Vâng. Tiền kia về là một cái mắt. Vâng vâng vâng. Đó chị mua nhiều chưa? Mai có dỗ để dỗ các cụ. Cuối năm rồi. Vâng. Chỉ đến 30 mới đây. Vâng. Cho chị hai bộ cả. Cụ ông cụ ba. Vâng. Ờ, cụ ông cụ ba nhé. Đó, hôm nay là cứ tấp nấp là đấy các nhà. Người ta đến mua mũ ông công ông táo này. Để cúng. Nói trước 12 giờ trưa hôm nay này. Đó. Chị mua được không cái tiền đi. Vâng. Bao nhiêu tiền của chị đấy? Đấy con đâu? Có hộp nguyên bên kia cơ. Nào, em hãy đào cái cánh cửa cái cụ đất đất trắng hết đất đỏ rồi, đất đỏ rồi. Bao nhiêu tiền em ơi? 80. Đó, mình mua hai bộ quần áo cho bố và cho mẹ đây này, cả nhà. Nhà thăm bồn cũng đi mua ấy à? Mua ông công ông táo à? Nhà nơi mua một quà rồi. Đó. Không ạ, à, không ạ. À. Đi nha, đó, cả nhà hãy ngắm nhìn này. Chợ quê của nhà mình hôm nay rất là đông khách. Ngày Tết ông công ông táo rất là nhiều bà con đến đây để mua sắm lễ. Đó, hàng rau hai bên này. Có đó chị em làm nghiên chế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nó hồng trường. Bà con cứ tấp 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 để đi chợ vào đây. Rau củ quả cứ sát ngọt vào đây cả nhà ơi. Chị ơi, chanh bao nhiêu tiền một cân? Không biết. Đó. Rau, hàng rau rồi. Toàn cảnh của phiên chợ quê nhà mình, cái phiên chợ này là cứ họp vào ngày mùng 2, mùng 3, mùng 5, mùng 7, mùng 8, mùng 10. Đó. Họp rất là nhiều vào những cái phiên của ngày trong tháng các anh ạ. Cho nên là lúc hôm nào cũng rất là đông mà người ta chưa họp chợ rất là sớm các anh ạ. Đó. Đây là có hàng ăn đây nè các anh ạ. Hàng ăn bướm phở ở sau ngoài này các anh ạ. Đó. Lắm mà. Cười tươi lên để quay. Ô thế hai đứa đi đâu rồi? Hai đứa đi đâu rồi? À đi chợ à? Đây là cái là một cá này. À cháu đi mua cá à? Hôm nay có biết là ngày gì không? Dạ ai đi lên xuống này. Hôm nay còn có biết là ngày gì không? À thế hai đứa hôm nay có biết là ngày gì không? Ngày Tết ông công ông táo. Đâu. Ừ. Đây rồi ba cho con lên hình nha. Đó. Thế ai cho tiền để đi mua đó? Hả? Ai cho tiền để đi mua cá đấy thả đó? À thế á? Thôi, ba chào nha. Bye. Ôi, bye. Cô bán bún rồi. Cô ơi, có bán được nhiều bún không hả cô? Hả? Có bán được nhiều bún không ạ? Nói chung là cũng bình thường. Vâng. Bình thường. Vâng, ôi trời, có những cái món này. Đây là món chả này nè cả nhà. Chả với lòng chắc. Vâng. Lòng này, các loại lòng này. Lòng già, lòng non này. Lòng lợn mà. Vâng. Lòng lợn này nó có mỗi thứ. Vâng, đây là cô chỉ có bán cho khách ở đây. Người ta đi chợ đến đây người ta ăn đúng không ạ? Quay lên YouTube chị. Vâng. Thế chúc cô bán nhanh hết hàng nha. Vâng. Cảm ơn cô nha. Vâng, vâng. Toàn cảnh phiên chợ đồ hội nhà mình rồi. Rất là nhiều khoai tây, người ta chở cả ô tô về, người ta bán đây này, không biết là người ta chở ở đâu về. Bao nhiêu tiền một yến hả cô? Đấy, là 220 túi. À, 220 túi. Một yến ạ. Là 20 cân rồi. À, thế ạ. Trời ơi, rẻ quá cả nhà. Cả một xe ô tô về đến đây cả nhà. Ai mà mua thì đến chợ đồ hội ở nhà mình mà mua nha, nhiều lắm. Bà con bây giờ đi chợ sắm Tết lên đây cả nhà. Bây giờ mới có là 6 rưỡi sáng. Bà con đang tấp nập đi chợ để cúng ông công ông táo. Đó. Và mình cũng quay qua cái phiên chợ quê để gửi tới những hình ảnh rất là đẹp của chợ quê nhà mình trong ngày dỗ ông công ông táo cả nhà nha. Và cái lễ video của mình đến đây cũng đã dài, thì xin kết thúc video ở đây cả nhà nha. Bye.